Chào mừng các em đến với chương trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022 do báo Thanh niên tổ chức. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập ở chuyên đề thứ 9, đó là một số lưu ý về phần sinh thái học. Fighting, fighting, giúp bạn tự tin, thi tốt. Sinh thái học, đó là một môn khoa học nghiên cứu về sinh vật với môi trường, cũng như là sự tương tác giữa sinh vật với môi trường. Cho nên trong phần sinh thái học này sẽ có hai chủ đề lớn, đó là về sinh vật và về môi trường. Phần sinh thái học này, kiến thức nói chung là dễ hiểu đối với chúng ta, bởi vì bản thân mỗi chúng ta cũng là một sinh vật trong môi trường trái đất này mà thôi. Cho nên kiến thức em chỉ cần đọc qua, em quan sát thì em sẽ dễ dàng nắm được những kiến thức phần này. Thứ hai là kiến thức phần này ở lớp 9 em đã cũng từng học rồi. Cho nên trong phần này, đề thi thường hỏi từ 1 điểm cho tới gần 2 điểm, hỏi rất là nhiều. Nhưng mà kiến thức thì dễ hiểu, em chỉ để ý một chút là em có thể nắm được. Và em sẽ nắm những kiến thức gì ở đây? Bởi vì phần này là từ bài 35 tới bài 45 trong sách giáo khoa sinh học 12 cơ bản của em. Kiến thức rất là nhiều. Cho nên em nắm chủ yếu là em sẽ nắm các khái niệm, các phân loại, các đặc điểm và ý nghĩa nếu có. Tức là em chỉ cần nắm các biểu hiện của các hiện tượng sinh thái mà thôi. Thì em sẽ có thể làm bài được. Cụ thể là sao? Thầy lấy ví dụ như phần môi trường này. Đầu tiên em hiểu môi trường là gì? Môi trường sống là gì? Đó là tất cả những gì bao xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự tồn tại của sinh vật. Đó là khái niệm về môi trường sống. Vậy về phân loại, môi trường sống có những loại nào? Em chỉ cần nhớ là có 4 loại. Đó là môi trường trên cạn, bao gồm các sinh vật sống trên mặt đất và lớp khí quyển. Môi trường đất, môi trường nước. Và môi trường sinh vật. Môi trường sinh vật tức là môi trường thực vật, động vật và con người. Đó là môi trường sống của các sinh vật ký sinh và sinh vật cộng sinh. Đó là về phân loại. Thứ hai đó là nhân tố sinh thái. Nhân tố sinh thái là gì? Đó là những nhân tố trong môi trường mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự tồn tại của sinh vật. Nhân tố sinh thái sẽ có hai loại, đó là nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh. Nhân tố vô sinh đó là các nhân tố vật lý, hóa học ở trong môi trường. Còn nhân tố hữu sinh đó là thế giới hữu cơ của môi trường, là mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau. Và trong nhân tố hữu sinh này, nhân tố con người được nhấn mạnh bởi vì có tác động mạnh mẽ đối với sinh thái. Kế tiếp là các nhân tố sinh thái tác động theo quy luật, đó là quy luật giới hạn sinh thái. Quy luật giới hạn sinh thái phát biểu như thế này, mỗi loài sẽ có một giới hạn chịu đựng vì mỗi nhân tố sinh thái. Đó là quy luật giới hạn sinh thái, vượt qua thì sinh vật sẽ không tồn tại được. Như vậy trong quy luật giới hạn sinh thái này, chúng ta sẽ thấy mỗi loài sẽ có một giới hạn chịu đựng vì mỗi nhân tố sinh thái, vượt quá thì sinh vật không tồn tại được. Cho nên trong quy luật này, em sẽ thấy là bắt đầu sẽ là điểm gây chết ở giới hạn dưới và kết thúc sẽ là điểm gây chết ở giới hạn trên. Trong khoảng giá trị này sẽ có một giá trị mà sinh vật sống tốt nhất, đó gọi là khoảng thuận lợi, đó là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà sinh vật sống tốt nhất. Giá trị từ điểm gây chết cho tới giá trị biên của khoảng thuận lợi thì gọi là khoảng chống chịu. Trong khoảng giá trị này, nó sẽ ức chế hoạt động sinh lý của sinh vật. Đó là quy luật giới hạn sinh thái về mỗi nhân tố sinh thái của sinh vật. Kế tiếp là về sự thích nghi. Sự thích nghi trong chương trình, thầy Mam chỉ cần nhớ là về sự thích nghi với ánh sáng và với nhiệt độ. Đối với thực vật, thích nghi với ánh sáng thì được chia thành cây ưa sáng và cây ưa bóng.
Cây ươi sáng thường mọc ở tầng trên của tán rừng, nơi mà có nhiều ánh sáng. Lá dày do mô dậu phát triển, lá xếp nghiêng so với mặt đất. Lá xếp nghiêng để mà tránh những cái ánh nắng trực xạ chiếu vào buổi trưa. Lúc này ánh nắng gay gắt mà còn chiếu thẳng gốc với lá thì sẽ rất là nguy hiểm đối với lá, cho nên lá xếp nghiêng so với mặt đất. Còn cây ươi bóng thì ngược lại. Những cây ươi bóng thì mọc ở tầng dưới của tán rừng. Phiến lá mỏng hơn so với cây ươi sáng bởi vì mô dậu kém hoặc là ít phát triển. Lá xếp ngang so với mặt đất để mà lấy được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Đó là đối với ánh sáng, thích nghi với ánh sáng đối với thực vật. Còn ở động vật, ánh sáng giúp cho động vật nhận biết môi trường xung quanh và định hướng trong không gian. Ví dụ như là các loài chim di cư, khi mà di cư từ Bắc xuống Nam để mà tránh rét, thì chim di cư sẽ dựa vào ánh sáng mặt trời và các vì sao để mà di cư. Sự thích nghi đối với nhiệt độ thì có quy tắc Bethman và quy tắc Allen như ở sách giáo khoa. Thì em đọc qua những cái quy tắc này. Đó. Hãy lưu ý em như vậy. Trong phần sinh thái này kiến thức rất là nhiều. Cho nên để dễ dàng nhớ và để dễ dàng khi làm bài thi, em cố gắng nhớ các khái niệm, các đặc điểm, các phân loại, các ý nghĩa nếu có. Mà em chỉ cần nhớ các biểu hiện của các đặc điểm sinh thái này thì em đã đủ sức để mà làm bài trong phần này. Còn về sinh vật, thì trong sinh thái có 3 mức độ, đó là quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Ở quần thể và ở quần xã, mà em cũng nhớ các khái niệm, đó là quần xã là gì, quần thể là gì. Trong những cấp độ này sẽ có mối quan hệ giữa các cá thể, sẽ có đặc trưng của quần thể, đặc trưng của quần xã. Ở quần thể còn có biến động số lượng cá thể của quần thể, có hai loại là biến động theo chu kỳ và biến động không theo chu kỳ. Ở quần xã, ngoài ba vấn đề trên, đó là khái niệm, đó là mối quan hệ, đó là đặc trưng, thì ở quần xã còn tìm hiểu thêm, đó là diễn thế sinh thái, gồm có diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh. Ở hệ sinh thái, em sẽ tìm hiểu hệ sinh thái là gì, thành phần của hệ sinh thái có những thành phần gì, thế nào là chuỗi thức ăn, thế nào là lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng, tháp sinh thái, rồi chu trình sinh tiểu hóa. Thì bây giờ em chỉ cần học về chu trình carbon, còn chu trình nitơ thì em xem trong phần khung ghi nhớ ở cuối bài. Và dòng năng lượng, đó là năng lượng truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng và trả lại môi trường dưới dạng nhiệt năng. Đó là tổng quát về phần này. Và thầy lưu ý với em là em cố gắng nắm các khái niệm, các đặc điểm, phân loại và ý nghĩa nếu có. Em chỉ cần nắm các biểu hiện của các sinh thái này mà thôi. Bây giờ thầy sẽ sửa một số câu trong đề thi 2 năm vừa qua để em thấy được phần sinh thái học này. Đề thi hỏi chủ yếu mình những vấn đề gì? Thầy sẽ sửa đề thi chính thức năm 2020 trước. Câu số 1. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? Mà em chỉ cần nhớ đơn giản quần thể là gì? Đó là tập hợp những cá thể cùng loài, cùng chung sống trong một khu vực nhất định tại một thời điểm nhất định. Trong đó, các cá thể phải giao phối được với nhau để duy trì sự tồn tại của quần thể. Cho nên trong câu này, mà em thấy câu A, tập hợp cá chép ở Hồ Tây cùng loài, cùng chung sống trong một khu vực xác định và chúng có thể duy trì được sự tồn tại của nhau. Cho nên đáp án sẽ là câu A. Còn câu B, đề cho mình là tập hợp thú. Thú thì có nhiều loài, cho nên nói như vậy không phải là khái niệm quần thể. Tương tự, bướm, chim cũng có nhiều loài, cho nên câu C, câu D nói như vậy cũng không phải là quần thể. Cho nên đáp án mình sẽ chọn câu A ở đây. Và em thấy rất đơn giản như vậy, mình chỉ cần nắm được khái niệm quần thể là gì thôi, mình có thể làm được rồi. Câu thứ 2, quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây? Và em chỉ cần nhớ quần thể có 6 đặc trưng cơ bản. Đặc trưng là những nét riêng giữa các quần thể với nhau. Và quần thể có 6 đặc trưng cơ bản. Đó là về tỷ lệ giới tính. Đó là về nhóm tuổi. Đó là về mật độ. Đó là về kích thước. Đó là về sự phân bố của các cá thể trong quần thể. Đó là về sự tăng trưởng của quần thể. Có 6 đặc trưng như vậy. Đó là đặc trưng của quần thể. Còn đặc trưng của quần xã thì có 2 đặc trưng. Đặc trưng về thành phần loài. Thành phần loài thể hiện qua số lượng cá thể trong mỗi loài, loài ưu thế, loài đặc trưng. Và đặc trưng thứ hai của quần xã là đặc trưng về sự phân bố. Như vậy, em nhớ là quần thể thì có 6 đặc trưng. Quần xã thì có 2 đặc trưng về thành phần loài.
và đặc trưng về sự phân bố của các cá thể trong quần xã. Anh chỉ cần nhớ đơn giản như vậy thôi thì mấy em có thể làm được câu này. Người ta hỏi mình đặc trưng của quần thể thì mấy em sẽ chọn ngay được câu A, đó là đặc trưng về tỷ lệ giới tính. Mỗi quần thể sẽ có đặc trưng về tỷ lệ giới tính riêng, đảm bảo cho hiệu quả sinh sản của quần thể. Đáp án sẽ là câu A. Còn câu B, thành phần loài là đặc trưng loài ưu thế, đó là những đặc trưng của quần xã sinh vật. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình, bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Câu thứ 3. Trong chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1 sẽ thuộc bậc dinh dưỡng cấp mấy? Câu này mình chỉ cần nhớ đơn giản, đó là trong chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất thì sinh vật sản xuất sẽ thuộc về bậc dinh dưỡng cấp 1. Nhưng mà sinh vật sản xuất sẽ sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời và các chất vô cơ của môi trường, đó là CO2, đó là nước, để tổng hợp nên chất hữu cơ cung cấp cho quần xã, cung cấp cho hệ sinh thái. Cho nên sinh vật sản xuất sẽ là sinh vật tiêu thụ bậc 0, bởi vì chúng không có tiêu thụ loài nào khác mà chúng sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời và từ các chất vô cơ trong môi trường. Sinh vật sản xuất sẽ là sinh vật tiêu thụ bậc 0. Cho nên động vật ăn thực vật sẽ thuộc về bậc dinh dưỡng 2 và sẽ là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Cho nên em nhớ là bậc dinh dưỡng sẽ lớn hơn sinh vật tiêu thụ một bậc. Cho nên trong câu này, em thấy người ta hỏi là sinh vật tiêu thụ bậc 1 thì sẽ thuộc về bậc dinh dưỡng cấp 2. Bậc dinh dưỡng sẽ lớn hơn sinh vật tiêu thụ một bậc, một đơn vị. Em cộng thêm 1 sẽ là cấp 2. Đáp án sẽ là câu C. Câu thứ 4. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất? Sinh vật sản xuất đó là những sinh vật có khả năng quang hợp, bao gồm thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp. Cho nên trong câu này, mình sẽ chọn được đáp án là câu B. Câu số 5. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu sửa trong đề thi chính thức của năm 2021. Một số loài chim di cư từ miền Bắc bán cầu về miền Nam bán cầu để tránh rét dựa vào nhân tố sinh thái nào sau đây để định hướng đường bay? Mà em nhớ đơn giản đó là ánh sáng mặt trời và các vì sao. Cho nên đáp án em sẽ chọn được là câu D. Câu số 6. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? Sinh vật có khả năng này đó là sinh vật sản xuất, bao gồm có thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp. Cho nên đáp án em sẽ chọn được đó là câu B. Câu số 7. Tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể được gọi là? Em chỉ cần nhớ được khái niệm tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể được gọi là tuổi quần thể thì em sẽ chọn ngay được đáp án này. Còn tuổi sinh thái là gì? Đó là tuổi sống thực của các cá thể trong quần thể. Còn tuổi sinh lý là gì? Là tuổi mà mỗi cá thể có thể đạt được trong quần thể, thì đó gọi là tuổi sinh lý. Cho nên mấy em chỉ cần nắm được khái niệm tuổi quần thể là gì thì mấy em đã làm được câu này. Đáp án là câu C. Đó là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể. Câu số 9. Cú và chồn cùng sống trong một khu rừng, cùng săn bắt chuột vào ban đêm để ăn. Mối quan hệ giữa cú và chồn thuộc mối quan hệ, mấy em đọc mấy em sẽ biết đó là mối quan hệ cạnh tranh. Bởi vì chúng cùng săn bắt chuột vào ban đêm để ăn, cho nên giữa chúng có sự cạnh tranh với nhau. Đáp án sẽ là câu C. Câu số 10. Nếu mật độ cá thể của một quần thể động vật tăng lên quá cao,
nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì thường dẫn tới giảm khả năng sinh sản. Câu A, giảm mức sinh sản và nó sẽ tăng mức tử vong, tăng mức cạnh tranh, tăng mức xuất cư. Nhờ vậy, mật độ cá thể của quần thể sẽ phù hợp lại với sức chứa của môi trường. Câu số 10, mình chọn đáp án là câu A. Câu số 11. Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của bốn quần xã được mô tả như hình 1, 2, 3, 4. Hỏi, hình nào là diễn tả của diễn thế thứ sinh? Mà chỉ cần nhớ đơn giản diễn thế thứ sinh là gì? Đó là diễn thế xuất phát từ một môi trường đã có một quần xã sinh sống, nhưng mà do biến đổi của môi trường hoặc là do hoạt động khai thác tài nguyên của con người làm cho quần xã đó bị hủy diệt đi và sẽ có một quần xã khác để mà thay thế. Như vậy, ở diễn thế thứ sinh bắt đầu đã có một quần xã sinh vật từng sống, cho nên sẽ có sinh khối sinh vật ở lúc đầu. Vì vậy, ở trong hình 1 này, mình thấy ban đầu đã có sinh khối, hình 2 ban đầu đã có sinh khối, cho nên hình 1 và hình 2 đó là mô tả của diễn thế thứ sinh. Đáp án sẽ là câu B. Còn diễn thế nguyên sinh là xuất phát từ môi trường chưa có sinh vật nào từng sống. Như vậy lúc đó sinh khối sinh vật là không. Cho nên mình nhìn ở hình 3 và hình 4 này, ban đầu sinh khối sinh vật là không, cho nên đó chính là diễn thế nguyên sinh ở hình 3 và hình 4. Bạn thấy mình chỉ cần nắm được khái niệm là mình có thể làm được câu này. Câu 12. Dạng bài tập này là câu hiểu và vận dụng một chút trong đề thi trung học phổ thông về phần sinh thái này. Ở dạng bài tập này, em chỉ cần suy nghĩ một chút là em có thể làm được, chứ cũng không thật sự là rắc rối, cũng không thật sự là khó đối với dạng bài tập này. Cụ thể, trong câu này, đề cho mình là một lưới thức ăn được mô tả như hình dưới đây. Nếu như cỏ một ở đây bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái, thì theo lý thuyết, chúng phát biểu nào dưới đây là đúng? Bây giờ cỏ một bị loại bỏ thì sao? Chúng ta cùng phân tích phát biểu thứ nhất. Số lượng cỏ hai chắc chắn sẽ tăng vì nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn. Khi cỏ một loại bỏ, thì lúc này nguồn dinh dưỡng ở trong đất sẽ dồi dào hơn. Bởi vì nguồn dinh dưỡng ở trong đất sẽ dồi dào, bởi vì lúc này không còn cỏ một nữa, cỏ hai cũng không còn cạnh tranh với cỏ một về nguồn dinh dưỡng và ánh sáng, thì lúc đó số lượng cỏ hai có thể tăng. Nhưng khi số lượng cỏ hai tăng, thì kéo theo các động vật ăn cỏ như là trâu rừng, như là nai, như là sâu ăn lá cũng sẽ tăng, sẽ kìm hãm lại sự phát triển của cỏ hai. Cho nên câu số 1, số lượng cỏ hai chắc chắn sẽ tăng là chưa chính xác. Số lượng cỏ hai có thể tăng cũng có thể giảm, bởi vì số lượng cỏ hai ngoài chuyện cạnh tranh với cỏ một còn chịu ảnh hưởng của các loài động vật ăn thực vật như là trâu rừng, như là nai, như là sâu ăn lá kiểm soát số lượng. Cho nên phát biểu số 1 này là chưa chính xác. Phát biểu số 2, số lượng cá thể nai không bị ảnh hưởng vì không liên quan đến cỏ một. Mà em thấy là nai chỉ ăn cỏ hai, không ăn cỏ một. Nhưng khi số lượng cỏ một bị loại bỏ hoàn toàn, thì lúc này các loài khác như là trâu rừng, như là sâu ăn lá, lúc này chỉ còn ăn cỏ hai thôi. Cho nên giữa chúng, giữa trâu rừng, nai và sâu ăn lá sẽ có sự cạnh tranh gay gắt hơn, bởi vì chúng chỉ còn ăn cỏ hai. Cho nên số lượng cá thể nai sẽ bị ảnh hưởng chứ không ảnh hưởng, chứ không phải là không bị ảnh hưởng. Vì vậy phát biểu 2 này cũng không chính xác. Phát biểu thứ 3, số lượng cá thể trâu rừng có thể bị giảm xuống. Phát biểu này, bạn thấy là chính xác. Bởi vì khi loại bỏ cỏ một, thì lúc này trâu rừng, nai và sâu ăn lá sẽ cạnh tranh với nhau, bởi vì chúng cùng ăn cỏ hai mà thôi. Cho nên số lượng cá thể trâu rừng có thể bị giảm xuống. Phát biểu thứ 4, mức độ cạnh tranh giữa hổ và báo có thể tăng lên. Phát biểu này, bạn thấy đúng. Bởi vì thức ăn của báo, của hổ, đó là các động vật ăn thực vật, đó là trâu rừng, đó là nai, đó là sâu ăn lá. Nhưng các động vật ăn thực vật này sẽ tăng sự cạnh tranh bởi vì chúng cùng ăn cỏ hai. Thành thử số lượng cá thể sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó hổ và báo, mức độ cạnh tranh cũng sẽ tăng lên. Cho nên phát biểu thứ 4 này là đúng. Mà anh thấy câu này, mình chỉ cần hiểu một chút, mình phân tích một chút thì mình có thể làm được.
mặc dù câu này mấy em thấy là câu 117, tức là thuộc top 10 câu khó ở trong đề thi. Đây là một số vấn đề thầy muốn lưu ý mấy em trong phần sinh thái này. Tóm lại, mấy em cố gắng nắm được những kiến thức. Phần sinh thái này, mấy em cố gắng nắm các khái niệm, các đặc điểm, phân loại và ý nghĩa nếu có. Mấy em cố gắng nắm được những vấn đề này, thì mấy em hoàn toàn đủ sức để mà làm được phần này. Và phần này, điểm là từ khoảng 1 cho tới gần 2 điểm trong đề thi. Mấy em để ý một chút, mấy em có thể làm được. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em luôn nhiều sức khỏe và đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Chào các em. Là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam, trải qua hơn 23 năm thành lập, trường đại học Nguyễn Tất Thành tự hào mang đến cho người học những chương trình giảng dạy chất lượng được cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao với 14 lĩnh vực đào tạo đa ngành đa bậc học. Với triết lý đào tạo, thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệm, nhà trường luôn liên tục cập nhật và nâng cấp trang thiết bị hiện đại nhằm tăng cường trải nghiệm đối với người học. Chất lượng đào tạo trường đại học Nguyễn Tất Thành được các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế công nhận, đơn cử 4 sao của tổ chức US Star Anh Quốc, 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUNQA, 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn theo thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xếp hạng 4 sao theo hệ thống đối sánh giáo dục đại học UPM. Trong năm học 2022-2023, Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến tiến hành xét tuyển đại học chính quy theo 4 phương thức sau. Phương thức 1, xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Phương thức 2, xét tuyển học bạ trung học phổ thông đạt một trong các tiêu chí. Xét tổng điểm trung bình một học kỳ lớp 10, 11, 12 từ 18 điểm trở lên. Tổng điểm trung bình năm học kỳ từ 30 điểm trở lên. Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. Phương thức 3, xét kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương thức 4, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo dạng cử tuyển, riêng với điều kiện xét tuyển các ngành sức khỏe áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 1900 2039. Đại học Nguyễn Tất Thành, đoàn kết, hội nhập, năng động, trí tuệ, trách nhiệm,